trước mặt các bác là cái mẫu đẩy 6 kênh công suất, mà giá thì rẻ hơn một chiếc Omni, giá chỉ 1.900.000 đồng. 1.900.000 đồng mà các bác có thể đánh được cho em là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chiếc loa, cụ thể là 6 chiếc loa 530 hoặc là 6 chiếc loa full 25. Thì mẫu đẩy này còn có một cái hay của nó, đó là các bác có thể là tăng giảm bát cũng như là tép của loa để cải thiện chất lượng âm nhạc, nghe nhạc có thể là tùy chỉnh nhá, khẩu vị của mỗi người mà. Bác thì thích nhiều bát, bác thì thích nhiều tiếng tép hơn hoặc là ít hơn, nhiều hơn thì hoàn toàn có thể là chỉnh trên đây. Sau đây thì em và các bác cùng sẽ test thử mẫu đẩy 6 kênh này, 6 kênh công suất này, với một đôi loa full ở trên màn hình đây. Mẫu đẩy này thì cùng test thử chất âm nhé. Em sẽ tăng lên bass. Mẫu đẩy này thì 6 kênh công suất và các bác có thể đánh được 6 chiếc loa nằm 30 hoặc là 6 chiếc loa full 25. Thì các bác cũng có thể là đánh một đôi loa nằm này, 2 kênh CH1, CH2 đánh loa nằm, CH3, 4 đánh 2 đôi loa ở CH1 cho đến CH4 và CH5 thì có thể là đánh thêm đôi loa hoặc là đánh thêm tép rời. Mà công suất thì vừa phải thôi. Mẫu đẩy này thì là 6 kênh công suất, công suất của nó là 150W một vế. Thì các bác đánh thêm tép rời sẽ không sợ bị cháy tép các bác nhé. Mà mẫu đẩy mà 6 kênh công suất giá chỉ 1.900.000 đồng. Với cái mẫu đẩy này thì tình trạng của nó là đang bị lỗi mất kênh thứ 3. Có nghĩa là kênh thứ 3 đang bị nghẹt tiếng, gần như là không có tiếng ở kênh thứ 3 CH3 này. Thì hôm nay em thành ý cho các bác giá 1.900.000 nhé. Còn với cái mẫu đẩy mà 6 kênh công suất như thế này hoạt động bình thường thì mức giá sẽ là 2.500.000 đồng. Số lượng thì em có 2 chiếc nhé, một chiếc bị lỗi kênh thứ 3 và một chiếc bình thường. Chiếc bị lỗi kênh thứ 3 thì mức giá là 1.900.000 đồng. Còn 5 kênh công suất thì các bác sử dụng 2 đôi loa và một đôi loa monitor, loa trợ lời, loa nhỏ hoặc là thêm tép ngoài. Và cái mẫu công suất mà 6 kênh hoạt động bình thường, sản phẩm thì em bao zin cho các bác nhé, có mức giá là 2.500.000 đồng. Công suất thì vừa phải, 150W cho một kênh. Mặt phai nhôm, form thì là form size 3U nhưng mà là form nhỏ gọn các bác nhé. Hậu sâu 30cm, hậu sâu 30cm. Đây là bên trong nội thất của nó này. Nó chạy mẫu đẩy này thì nó chạy sò Toshiba. Sò Toshiba. Đấy, các bác để ý cho em dàn sò Toshiba. Dàn sò Toshiba và tụ lòng nguồn của nó là 4 audio, 6 quả tụ lòng nguồn, khối nguồn thì size 3U. Các bác quan tâm đến sản phẩm thì có thể là liên hệ đến số điện thoại cũng như Zalo của bên cửa hàng nhé. Em còn rất là nhiều các cái mặt hàng âm thanh giá tốt nhé. Và các bác mới xem kênh Vuông Suất thì đừng quên là ấn vào quả chuông và đăng ký kênh nhé, để không bỏ lỡ các cái video mà Thanh Lý mặt hàng âm thanh giá cực kỳ tốt gửi tới anh chị em và các bác nhé. Nhà em thì sẽ giao hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng và thử hàng đúng như lời chất lượng của em thì anh quảng cáo thì các bác nhận hàng nhé. Không thì các bác hoàn hàng lại cho em, không vấn đề gì. Số điện thoại của em 0982 580 959, em sẽ ghim bên dưới phần bình luận các bác nhé. Rồi em xin được cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.